chào quý vị cái video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ về cái đề tài này một tí mình có dịp gặp gỡ một số quý vị sống ở tiểu bang cali hoặc là sống ở một số tiểu bang đắt đỏ khác ở mỹ khi mà mình đến tuổi hưu đó thì có nhiều người chọn chuyển đến các tiểu bang khác rẻ hơn để mà sống bởi vì chi phí sinh hoạt ở đó thấp hơn À, một vài tình trạng mà mình thấy là có một số quý vị rời khỏi Cali và đặc biệt là chuyển qua Texas ha. thì quý vị cũng nghe trong thời gian qua không phải là những người ở tuổi hưu không mà những người uh, chưa đến tuổi hưu cũng nhiều người rời Cali hoặc là rời một số tiểu bang mà đắt uh, có chi phí sinh hoạt đắt để mà rời uh, những tiểu bang ấy rồi qua tiểu bang uh, Texas hay là những tiểu bang rẻ hơn để mà sống thì video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ một vài tình trạng mà nhiều quý vị cao niên khi mà rời Cali rồi đến Texas hoặc là đến một số tiểu bang rẻ hơn sống nha hối hận bởi vì mất đi một vài điều mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay khi mà họ rời họ không có nhìn tổng quát hết rồi khi mà di chuyển đến cái tiểu bang mới của mình đặc biệt là một số quý vị mình gặp gỡ chuyển đến Texas rồi thấy rằng ồ biết như vậy là tôi đừng tôi không có đi bây giờ thì đi rồi thì thấy hối hận ha khi mà mình đưa ra cái quyết định để mà di chuyển đến một nơi khác sống một tiểu bang khác sống thì không phải cái tình dạng của ai cũng hợp hết mình nghe theo người này người kia nói hoặc là khuyên uh, hoặc là mình thấy người này người kia làm uh, như vậy thì mình cũng làm theo rồi khi mình chuyển đi đến cái nơi mới mình mới nhận ra rằng là nó không có giống như mình nghĩ thì nó cũng hơi là bị chảy một tí Uh, mất mát này mất mát cái kia ha uh, mình khuyên là khi mà mình dời đi tiểu bang khác bởi vì mình nhìn vào cái giá nó rẻ hơn đó thì hãy cẩn thận trước khi chuyển đi mình hãy xem xét tất cả các ưu điểm và nhược điểm dựa theo mình cái tình trạng của mình trước khi mình thực hiện cái bước nhảy đó để mình không gặp cái tình trạng mà phải hối hận sau này ha mua đến dọn đến tiểu bang khác rẻ hơn thuận tiện hơn có thể là mình di chuyển À, đó là quyết định của mình hoặc là đôi khi mình thấy có một số tình trạng cha mẹ lớn tuổi à, con cái gia đình dọn đi nơi khác ở tiểu bang khác rồi mình đi theo à, mình khuyên nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định dọn qua tiểu bang khác à, quý vị thấy đó ở mỹ khi mà mình ở tuổi hưu đó thì cái quyền lợi an sinh xã hội hay là cái lợi ích à, ở xã hội đó thì mỗi tiểu bang có thể nó có những cái sự khác biệt cho người dân của tiểu bang ha có một số quý vị mà mình có dịp gặp gỡ nằm trong một tình trạng hối hận như vậy thì lúc mà mình quyết định để mà dọn đi đó mình không có nhìn cặn kẽ về những cái quyền lợi và cái lợi ích mà ở tiểu bang mình đang có và tiểu bang khác mà mình muốn đến, quý vị thấy rồi đó. ở Mỹ khi mà mình đến tuổi hưu, nhiều người đến tuổi hưu đó thì chọn dọn đi nơi khác sống vì lý do này lý do kia và một trong những lý do đó là như mình nói là rẻ hơn ở cái nơi mình đang sống, dọn đi đến nơi đó thì phù hợp hơn với cái thu nhập của mình có ở tuổi hưu. lúc còn trẻ thì có thể vì công việc hay là vì gia đình, vì lý do này lý do kia nên mình sống ở cái tiểu bang đắt đỏ như vậy uh, nhưng khi mà mình có cái thu nhập uh, từ uh, việc làm đó thì thu nhập này thu nhập kia thì dễ dàng mình đối phó với những cái chi phí ở tiểu bang mình đang sống mặc dù nó đắt đỏ nhưng mà bởi vì mình có những cái thu nhập uh, cao hơn nhưng khi mà mình về hưu thì thu nhập của mình có thể ít lại uh, hoặc là có một số quý vị vì những lý do khác nữa mình thấy rằng tiểu bang mình đang sống không còn phù hợp nữa nên dọn đi và như mình nói hồi nãy là mình dọn đi vì chính mình hay là gia đình mình dọn đi rồi mình mới cùng đi uh, theo gia đình mình đến những tiểu bang khác đặc biệt là một số vị quý uh, vị mình gặp là qua bên Texas tại sao mà những quý vị này hối hận khi mà mình từ bên California mình qua bên Texas mình sống trong khi bên Texas là rẻ hơn đời sống rẻ hơn là tại sao phải hối hận thì như mình nói hồi nãy đó nếu mà mình không có nhìn vào tùy theo tình trạng nha không phải ai cũng vậy hay quý vị mình ở tuổi cao niên uh, mình có những cái quyền lợi chẳng hạn như tiền hưu uh, tiền bệnh qua chương trình SSDI hay là tiền góp phụ vân vân tiền gì mà liên quan đến tính chỉ mình làm việc và đóng thuế an sinh xã hội đó thì những cái quyền lợi này là cái quyền lợi liên bang có nghĩa là mình đi tiểu bang nào thì cái phần tiền mình lãnh bao nhiêu ví dụ mình lãnh một ngàn là một tháng ở nơi này đi mình qua nơi khác mình vẫn lãnh như vậy nó không có sự khác biệt gì hết ha nhưng mà những cái lợi ích ở tiểu bang đó. chẳng hạn như chương trình medical ở california là ở california ha quý vị rồi SSI mình muốn bỏ SSI vào đây nha tại SSI nó cũng có cái Medicaid và Medicare đi cùng như vậy ha rồi cái Medicare nữa ha nó cũng là liên bang nhưng mà tại sao nó có thể ảnh hưởng khi mình dọn đến tiểu bang khác mình sống ảnh hưởng gì ha chắc một số quý vị cũng đoán ra rồi phải không cái chương trình medical này đó là nếu mình ở California thì mình mới có cái này phải không còn nếu mình qua bên Texas mình sống thì mình đâu có cái Medicare này đâu mình sẽ có cái Medicaid ở Texas phải không Một số quý vị trong tình trạng khi mà mình dọn đi nơi khác tất nhiên là mình phải có một tí uh, Tài sản Mình dọn đi Quý vị thấy ở bên California đó, mình gia nhập Quý vị thấy là từ tháng 7 năm rồi cái luật nó đổi phải không tuổi mình 65 trở lên đó Mình cái phần tài sản của mình nếu mà tình trạng mình là một người thì mình có thể có đến 130.000 Cái phần tài sản mình mình vẫn gia nhập được vào cái chương trình MediCal này ở California ha. bây giờ mình ví dụ mình đang trong tình trạng mình nhận uh, mình đang sống ở California mình có cái me, uh, MediCal này phải không rồi mình có cái tài sản của mình nó hơn 2 ngàn mà nó dưới 130 ngàn mình nói ví dụ mình có 100 ngàn hay là 50 ngàn đi rồi bây giờ mình đi qua tiểu bang mới qua bên Texas như vậy là mình tất nhiên là mình không còn có cái MediCal nữa qua bên đây đó thì mình hy vọng rằng mình sẽ gia nhập cái chương trình Medicaid bên này nhưng mà mình có gia nhập được hay không Texas và một số tiểu bang là cái sự giới hạn về tài sản là 2.000 đồng với công quý vị đó. nên mình không gia nhập được nếu mình không nhìn cái đó trước rồi mình nghĩ ồ à, mỗi tiểu bang thì tôi qua tôi có thể gia nhập Medicaid thôi nhưng mà mình không lưu ý rằng là cái tài sản nó nằm như vậy rồi mình có cái phần tiền 100.000 đồng hay là hơn cái mức 2.000 đồng mà tiểu bang khác giới hạn là mình qua mình gia nhập không được đó. tất nhiên là có một số vị nói rằng ở ờ, qua đó tôi có thể chuyển tôi cho hay là tôi xài bớt vân vân thì quý vị thấy là Medicaid nó có cái luật của nó là có thể nhìn lại trong vòng 5 năm có cái phần tài sản mà mình có trên cái mức 2.000 đồng này mình sử dụng vào một sự việc gì có hợp uh, với những điều lệ mà ha, họ đưa ra không ha. nếu không hợp là mình không thể nào gia nhập và có chương trình Medicaid ở tiểu bang mới mà mình uh, đến được ha. Rồi nếu tình trạng sức khỏe của mình đang cần nhiều dịch vụ y tế thì sao? mình không có thể gia nhập được cái chương trình Medicare tiểu bang mới này. Rồi mình có thể là mình đang có cái Medicare nhưng mà quý vị thấy Medicare đó thì nó lại có nhiều cái chi phí, uh, cái dịch vụ mà nó không bao gồm, chẳng hạn như răng, mắt, tai đi, không bao gồm. rồi một số tình trạng thì uh, một số quý vị có thể cần những dịch vụ chăm sóc sức khỏe dài hạn. Đó. Thì Medicare lại không có uh, bao gồm những cái đó Rồi bây giờ mình qua chỗ mới có thể mình làm là gánh nặng cho mình Hoặc là gia đình mình Bởi vì mình mất đi cái này như vậy ha Một số quý vị nằm trong tình trạng như vậy Ở bên California mình đang có cái Medicare và mình đang có Cái uh, medi flu luôn Hoặc là một số quý vị chỉ có cái medi thôi mà qua tiểu bang mới chẳng hạn như qua Texas thì không gia nhập được là quý vị thấy cái đó là một cái mình cần lưu ý trước khi mình di chuyển ha ví dụ mình qua tiểu bang mới mình chỉ còn cái Medicare như nãy giờ mình trình bày đó mà mình không gia nhập được cái Medicaid là còn những cái phí nào nữa hay không cái Medicare này nó có cái phí hàng tháng mình phải đóng nữa phải không quý vị đó. nếu mà mình đáp ứng được điều kiện chẳng hạn như mình đang ở California mình có cái Medicare đó thì cái Medicare nó giúp mình đóng cái phí hàng tháng là 164 đồng 90 sen một tháng cho cái phần B cái phần mà đi khám bác sĩ rồi mình đi về đó cái phần ngoại chú đó Nhưng mà bây giờ mình không thể gia nhập được cái Medicaid ở tiểu bang mới không thể gia nhập được và có chương trình Medicare Savings Program để mà hỗ trợ trả cái phí này hàng tháng thì sao thì mình bị thêm cái phí này nữa phải không quý vị rồi bây giờ mình có cái phần B như vậy đó. Mà lúc trước mình ở California nhà mình có cái MediCal đó thì nó hỗ trợ trả 20% còn lại bởi vì cái phần B này đó mỗi lần mình đi mình đi khám bác sĩ chỉ trả có 80% thôi. Còn 20% kia là mình phải chi trả. Nhưng mà bây giờ mình mất đi cái đó khi mình đến tiểu bang mới thì mình phải chịu có 20% như vậy. Nếu tình trạng sức khỏe của mình mình cần nhiều dịch vụ y tế thì đó cũng là một gánh nặng nữa và tất nhiên quý vị thấy còn nhiều cái chi phí khác mà mình mất cái Medicare đi thì cái phần mình phải gánh thêm nhiều nữa chẳng hạn như là, uh, thuốc men vân vân thì cái phần b này đâu có chi trả đâu mà mình có cái Medicare hoặc là medical thì nó cũng hỗ trợ vào những cái phần đó nữa ha bây giờ mình muốn đi đến cái phần ssi một tí cái phần ssi này là quý vị thấy là từ an sinh xã hội ha thì mà mình khai uh, mà mình lãnh được cái mức tối đa liên bang một người thì quý vị thấy nếu mình nhận được mức tối đa liên bang là 914 đồng một tháng còn nếu vợ chồng thì cái mức tối đa là 1371 đồng một tháng cho vợ chồng đó. đây là cái mức của năm nay 2023 ha. như vậy khi mà mình rời đi tiểu bang khác mình rời từ California như vậy nè rồi mình qua bên Texas mình sống cái mức nhận của mình nó có thể thay đổi hay không có nghĩa là ít hơn hoặc là cao hơn hay là uh, bị cắt hay không ha. có thể bị ảnh hưởng phải không cái mức này là cái mức liên bang không quý vị nhưng một số tiểu bang đó rất nhiều tiểu bang là có thêm cái phần bổ sung thêm cái phần tiền trên cái mức si tối đa này cho tiểu bang nữa ha mức bổ sung có thể là từ 10 đồng lên đến vài trăm đồng mỗi tháng cộng thêm vào cái phần tiền này như vậy nữa ha, thì khoảng bao nhiêu khoảng chừng 44 tiểu bang ở Mỹ là có những cái mức bổ sung cộng vào như vậy phải không quý vị, ngoại trừ là 6 tiểu bang là không có cái mức bổ sung ha à, chẳng hạn như là tiểu bang Arizona uh, Arkansas uh, Mississippi uh, North Dakota Uh, Tennessee và West Virginia, thì quý vị thấy đó sáu tiểu bang này mới không có cái phần mức bổ sung cộng vào cái mức liên bang như vậy ha. Còn những tiểu bang khác là có bổ sung vào ít nhiều uh, tùy theo tình trạng của mình, uh, tùy theo tiểu bang vân vân ha. Một số quý vị đang sống ở California hay là sống ở tiểu bang nào đó mà đang có cái mức bổ sung nó khá khá cao rồi dọn qua Texas hay tiểu bang nào đó nó không còn mức bổ sung hoặc là cái mức bổ sung ít nữa thì cái phần tiền đó coi như là mình đánh mất cái phần tiền đó rồi mình gặp những cái tình trạng như nãy mình chia sẻ nữa thì nó càng đôn lên làm cái tình trạng của mình nó càng khó khăn hơn phải không quý vị khi mà mình dọn đến tiểu bang mình khác mình sống đó, mình có cái SSI này có thể bị ảnh hưởng hay không về cái phần tiền ha cái SSI thì quý vị thấy hầu như nó có cái Medicaid đi cùng luôn ha mình ở uh, California thì có cái Medicaid đi cùng luôn nhưng mà khi mà mình có cái SSI này đó là tất nhiên cái phần tài sản của SSI giới hạn một người là 2.000 đồng còn vợ chồng là 3.000 đồng ha mặc dù mà mình ở California mà mình có cái SSI là tất nhiên cái mức tài sản của mình cũng bị giới hạn ở những mức như vậy luôn ha rồi mình qua uh, Texas mình sống từ bên California mình qua Texas mình sống thì cái sự di chuyển này an sinh xã hội cũng sẽ xét lại coi cái sinh hoạt cái những chi phí của mình mình có mình sống với ai ở bên tiểu bang mới ở bên Texas như vậy ha mình sống với ai rồi những chi phí đó là ra sao chi trả ra sao thì có thể bị ảnh hưởng đến cái phần tiền mà mình lãnh lúc mình ở California có thể bị ảnh hưởng À, đến cái mức mà mình lãnh ở tiểu bang mới nữa ha rồi một số quý vị đó mà có cái phần tài sản thu nhập bị giới hạn như vậy nè rồi cái sự di chuyển nó qua mà thí dụ mà tốn kém năm mười ngàn hai chục ngàn gì đó thì an sinh xã hội sẽ hỏi rằng là cái phần tiền ở đó phần tiền đó ở đâu mình có Nè Thì tùy theo cái sự trả lời này mà cái SSI của mình có ảnh hưởng hay không ha quý vị mình thấy có một số quý vị ở tiểu bang khác chẳng hạn như California đi rồi mình có người con ở Texas hay là ở uh, tiểu bang nào khác đã sống. Rồi mình đang ở đây, hai vợ chồng đang sống ở California. Mà người chồng hay người vợ không có đủ 40 tính chỉ để mà lãnh hưu từ hồ sơ của mình. Uh, ví dụ là người chồng có đủ 40 tính chỉ đi, thì người vợ có thể lãnh theo, mặc dù người vợ không có 40 tính chỉ vẫn có thể lãnh theo cái phần tiền hưu đó. Rồi người vợ không có quốc tịch hoặc là cả hai vợ chồng không có quốc tịch Mỹ luôn. Đà. Thì nếu mà cái phần tiền hưu của mình lãnh, cả hai lãnh không có cao thì mình được bổ sung thêm cái phần tiền SSI cộng vào để mà hầu mong là nhận lên cái mức cao cao, chẳng hạn như là 1371 cho vợ chồng, cái mức liên bang như vậy ha. Thì bây giờ hai người đang sống ở cùng một tiểu bang như vậy luôn, thì an sinh xã hội sẽ cho người này ăn theo người kia về cái phần tiền SSI nha mặc dù là cái người mà ăn theo đó không có 40 tính chỉ, không có quốc tịch Mỹ vẫn được ăn theo là bởi vì người chồng của mình đã có 40 tính chỉ rồi mà lãnh hưu không cao được bổ sung thêm SSI nên mình được hưởng theo cái phần đó ha. Với điều kiện là hai người phải sống cùng tiểu bang ha. Rồi bây giờ cái người mà có tính chỉ dời đi hoặc là cái người không có tính chỉ người uh, ăn theo Rời đi tiểu bang khác có thể là mình có một người con ở tiểu bang khác mình đến đó mình sống thì sao có mất cái ssi của mình hay không nếu mình là uh, ăn theo tất nhiên là cái người ăn theo sẽ bị mất phải không quý vị là bởi vì bởi vì an sinh xã hội sẽ không có nhìn chung cái tình trạng là vợ chồng để cho người kia ăn theo nữa ha là tại vì sao tại vì không có còn sống cùng chung mái nhà không có còn sống Cùng chung ở một tiểu bang nữa Mà mình không có cái tính chỉ Hoặc là mình có tính chỉ là mình đi tiểu bang khác Thì cái người hưởng theo không còn được hưởng nữa Mất đi cái phần SSI Bổ sung như vậy ha Thì cái SSI nó có cái Medicaid đi cùng mất luôn cái đó luôn ha Có phần tiền hưu Cái phần tiền hưu liên bang nữa Thì vẫn còn được lãnh theo như vậy ha Nên đó là một cái mà có nhiều quý vị Khi mà dời đi Tiểu bang khác Thì một vài điểm không có nhìn Rồi khi mà mình đến tiểu bang khác rồi mình thấy ô sao mà cái lợi ích cái quyền lợi trên xã hội nó bị ảnh hưởng nhiều quá vậy alright đây là một vài điều mà mình muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay uh, trong cái video này không phải là bất cứ ai mà chọn rời cali qua tiểu bang khác hay là rời tiểu bang này qua tiểu bang nọ sống uh, là cũng gặp những cái, cái tình huống như vậy hết ha nhưng mà mình muốn chia sẻ uh, cái tình trạng mà nhiều quý vị một số quý vị mà mình có dịp gặp gỡ gặp như vậy rồi hối hận nữa ha thì nếu mình đang sống ở cali hay là những tiểu bang nào mà mình nghĩ rằng là mình dời đi tiểu bang khác thì cái chi phí sẽ rẻ hơn cuộc sống mình sẽ tốt đẹp hơn thì đây là một vài điều mà cần lưu ý à, xem xét coi cái tình trạng của mình có phù hợp hay không trước khi mình dọn đi tình trạng phù hợp thì có thể à, mình nghe người này kia nói phù hợp có thể phù hợp với người đó nhưng mà khi mình xét kỹ có thể không phù hợp với mình mà mình làm theo thì sau này có thể thấy những cái sự trở ngại như vậy rồi hối hận ha không nhìn kỹ rồi mất đi những cái như mình chia sẻ những cái lợi ích những cái quyền lợi chẳng hạn như medical Medicaid, ssi hay là cái này cái kia nữa thì có thể làm gánh nặng cho chính mình hoặc là cho người thân của mình ở cái nơi mới mà mình dọn đến nữa nên hãy xem xét tất cả các ưu điểm và nhược điểm trước khi mình thực hiện cái bước nhảy đó để mình không gặp những cái tình trạng mà mình phải hỏi sau này hả? Right, chào quý vị, có gì mình sẽ trả lời những video sau.